bà xong group nước phạt cấm cái này xem bà miền mê đến muối đầm bay mà chạy đầm lấy cứ how long how far how often how much how many how old hay nơi miền from to from until ok cái này xem được thua cao bỏ trái muối muối đầm bay ở vì miền phía chợ lẹ được cho ba lừa ok đầm bay có mặt khác về nhưng chưa tới đó cao para how long ok how long bà đã lấy gì mới tí mùi. We use how long to ask about a period of time. We use how long to ask about a period of time. Ok, nếu đọc nghe mơ cái lại a period of time bạn đi thả rồi dẫn đến bê về liền. Cái bà viết đầm bấy bạn dẫn bà how long đầm bấy xua ông bí rồi dẫn đến bê về liền. Tết tôn đừng how long cứ cái xua bí chùm ngại xong tôi cái xua bí rồi dẫn bê này ca thơ với mùi. Bạn đã lấy những mơ đó ốt tiểu hồ. Bất thọ tí mũi xong bàn lực thả how long have you been waiting? How long have you been waiting? Bạn tiện tông nâng ca bất thọ mũi nếch cứ kê này dì bị ca rong chăm. Ta nè ai ban rong chăm ớt được dẹp bê bảo man bảo hai. Ok, how long have you been waiting? Ở lâu dư mơ ca bảo bài đọc nế. Ta nè ban rong chăm ớt được dẹp bê bảo man bảo hai. Bạn tiện tông nâng how long nè đọc nế thầy chăm á. Bởi dương trong bảo ca chi xùm nô xô kê bị ca rồi dựa p này ở với mũi thì đó nghe complete ra how long bạn ok lấy những bạn for catch lại mũi cái ta I have been waiting about 20 minutes I have been waiting about 20 minutes nếu là an minute ok ở bài hà thế cái ta xem bạn rong chạm pro hai mà pay nhiệt tỷ bạn kê su p rồi dựa này ca rong chạm how long have you been waiting I have been waiting about 20 minutes. Okay. Lấy dư cho tờ ô tô tí pí. Cái là how long will the journey take? How long will the journey take? Bạn đã dư bài thả ta ca phơ đầm ná nâng chùm náy. Oh, rồi dựa bê bần màn đáy. Bạn đã lấy dư mơ tỏ khí cái lãnh how long. How long bởi dân cứ su pi rồi dựa bê thiệt hời. Lấy cái slide cái the journey will take 3 hours. The journey will take 3 hours. Ok, này trong cái like hour xem bạn click ấy. Ok, cái prae tha ca thver đầm ná nâng chùm náy ở rồi dựa pê 3 mòng. Bạn ca thver đầm ná nâng chùm náy ở rồi dựa pê 3 mòng. Ok, lấy dương tiết tôn là ca pra how long xem bạn xong bật chọc tập bằng nâng. Tại này đó khi complete là ca pra how long cứ tiết tôn nâng rồi dựa về a period of time. Ok. Rồi dựa cho tổ đó mùi tiết cứ tiết tố nâng from to hay nâng from until. Ok. Tạm biết chúng nói tí mũi nâng chúng nói tí bí cứ vì mình tiết tố nìa. Để xa tại from to hay nâng from until cứ dựng anh dựa bí a period of time được nìa đại. Bạn nên thay dựa bí rồi dựa này bê với liệt được nìa. Cái đó we use from to or from until to talk about a period of time. Bạn dương cư ca pra pra bảo viết cư được nế. Ok, thà dương pra from to rưu có from ảnh thiết nằm bởi địa dương bí rồi dựa nây bê về lìa. Ok, lấy cầm mời cạch bếch như chô tờ đó út tìa hò út thò tí mùi xong mà lợi dô bí from to muốn bạn này from to. Ok, thà she was a student from 1999 to 2019. Bạn, cái thà she was a student from 1999 to 2019. Để đọc như thầy trăm tha cái bà from to hay là from anh thiết là bởi địa dịp a period of time. Địa dịp ẩm long này được dịp bê được như thế này. Bạn này thà nên bạn chỉ sơ ca bì môn nên bạn chỉ sơ tăng bì xin năm mà bốn bốn đôi ca xin bốn đôi xin năm bì bốn đôi bạm bốn. Ok, lấy dù mơ ca bài bỏ kế nên chỉ sơ chấp bì xin năm mà bốn ប្រាំបួនដល់កៅសិបប្រាំបួនដល់ឆ្នាំ 2099 from until បាន ok គេថា tomorrow I am working from 8:30 until 6 tomorrow I am working from 8:30 until 6 នៅតាមកន្លែងហ្នឹងគឺគេនិយាយពីពេលវេលាដែរប៉ុន្តែការប្រែគឺខុសគ្នា bà tay này bảo viết cứ su tiện tôn đừng pay về liền được nhỉ khang lơ co để dễ pay khang cao co để dễ pay này ok bà tay cần là ca pra from to hay là from until cứ khóc nhỉ xong tôi ở ca bảo pra cứ khóc nhỉ
tác cứ nơi bỏ cái su pi rồi dẹp được nè là ngay sau xong tốt nơi ngày sau trong nâng thơ ca chấp pi mau trầm bấy sam sấp rồi hô đỏ bạn ăn thia rồi hô đó mau trầm mùi dưới mơ khăn lớn chấp pi năm nè từ từ đó nè đó pi ăn thia rồi hô đỏ vinh rồi hô đỏ mau trầm mùi ok lấy dương trong chấm nói tiện tôn nâng from to hay nâng from ăn thia vì ở miền ấy bị bả tế cứ ca para para bảo viết cứ tiện tôn nâng ở period of time đôi những how long được hiện đại ok lấy giờ bắt đầu tiết tiện tôn nâng how far mà đòn mấy nhưng mà phải chọn how long from to hay nâng from ăn thia ở lấy giờ cho đó chấm nói tiện bấy cứ giờ này gp how far ok cái ta we use how far to ask about a distance from one place to another. Okay, now we use how far to ask about the distance from one place to another. Khi trong giới tha giới ca pra pra how far. Ca pra pra how far cứ cái này dưới một pi chậm ngay pi ti cả lại mũi tới ti cả lại mũi xe tiền. Okay, now we can use from and to with the place we are asking about. Nghe cái ta dưới ngay phong đài nó dưới ngay pra pra kêu bị form xong tôi cứ bị from hay là cứ bị to nó không tiếc cái line nó bây giờ dùng ban số bìa vậy mùi ok lấy dùng mở cả prapray bỏ kế cái là dùng pra hào phá nè hào phá đã bấy số một pi chậm ngay pi cái line mũi từ cái line mũi xem tiết dùng ai pra bị from hay là bị to chia mũi nơi tì tăng để dùng cặp bông tạt xù bà là lấy được đó kia bà sẽ chỉ nói gì từ mở ô thọ đó kia tại đó kia từ trăm ta hào phá cứ kê số pi distance xong tốt cứ số pi distance, distance cứ chậm ngay, ok. Ô thọ tí mùi người ta. How far is it from Amsterdam to Paris? How far is it from Amsterdam to Paris? Nè, nè đó nè khởi how far cứ kê số pi rồi dạ. Xong tốt cứ kê số pi chậm ngay. Tao pi đi cái đông Amsterdam ấy, tới đi cái đông Paris vì which ngay bản nát ai. Ok, lấy dùm mơ kè bài bỏ kế. Tao chấp pi Amsterdam tới đi cái đông Paris. Chạy bằng nào đấy, ok, nếu đó không biết bản thân dịch nhầm tôi sẽ xóa không ai khóc dịch ngại comment khẳng cao ok, ta chấp bi Amsterdam tới từ trong Paris chạy bằng nào đấy, rồi có miền rồi dựa trong ngay bằng nào đấy, ok tiện tôi đừng hào phá cứ cái số bi trong ngay, ok, nếu đó không biết complete nhé ok, lấy dây cho đó ô tô hồ tí bí, cái là how far are the shop from here. How far are the shop from here? Cái trong giới tha ta chấp bị tí này, từ đó hang ngộ miết ngay vào màn. Cái trong giới tha pi cái lái này, pi cái lái để dựng nơi này, từ hang để dựng trong tới vi miết chừng ngay bản nè. Ok, lấy tê tô đường how far này đó khi từ trăm ta how far cứ này dây pi distance. Ok, how ba dựng dây pi càng lớn how long dây pi a period of time from to a period of time from until a period of time. How far có cái này dịp xe bí khẳng lớn cứ cái này dịp bí distance cứ chậm ngài ok lấy gì bà to tiết tiện tôn nâng tí 4 cứ tiện tôn nâng ca pra how often but how often we use how often to ask about the number of time sometime happen xong tốt something happen ok ta we use how often to ask about the number of time something happen. Ok, cái trong giới tha ca pra pra how often này đâm bơi đi dưới một tí chùm nôn lấy bê về lia ở vây mũi để màn cả làng. Ok, we use phrases like every day, one a week, etc. in the answer. Cái trong chẳng nhất cái trong bình dạy pra tha nếu bê để dưới chá lời tiện tôn nước xùm nôn how often nhưng nếu đọc như ai pra pra cơ bị every day, every month, every morning, once a week, twice a week. Ok, nếu đọc như ai pra tiện tôn được phrase thằng on ý nếu không cả trả lời tiện tôn được how often ok lời đồng bây của mọi cặp tế dương bài đọc nghĩa cái đó dương bài how often dương bài how often đồng bây xu ẩm pi chùm nôn này mau ngỏ vây mũi đấy cả lần dương ai bài cần xong clear đôi chứa pi ok every day once a week lạ nếu không chùm lời bà đi trong ban này gì pi lời này hãy lời dương mơ ca xu bỏ kể cái đó tí mũi how often do the buses run how often do the buses run ok cái trong phần chuyện đáp chúng ta ta chỉ nhức nhấp ấy lan cái đông ruột nên mà của má này ta chỉ nhức nhấp lan cái đông ruột nên mà của má ok đấy có ruột nên mong
nơi bề nà đấy. Ok, lỡ dương mơ tọc nghĩa kìa ta. The buses run every hour. Ok, the buses run every hour. Cái trong bạch dương ta lan cái đó cứ miên ca rốt tờ rốt máu cứ cruise group màu bạn kìa ta lan cái đó rốt group màu bạn này ta lan cái đó bầm ra sẽ va group màu. Ok, lỡ dương cho đó how often mùi tiết. How often do you play tennis? How often do you play tennis? Ok, ta nhận lệnh. Ta chỉ nhận nhận lệnh tennis. Bằng màn đón. Ok, bằng màn đón. Bằng nà đai. Ok, cái slide ta. I play tennis twice a week. Ok, I play tennis twice a week. Bạn này ta trong lệnh cái là tennis. Pi sập bà đá mà đón. Ok, trong lệnh tennis pi sập bà đá. Đồng. Bà tiện tông là how often cứ cái số pi cái chùm nôn này để dựa pê à vây mũi để bạn cạt làng. Ok, nếu tiện tông là chùm nôn để dựa pê để đọc nghe khơi ấy chùm nôn để dựa pê thì mũi cứ every hour cả lại bỏ kế nè nè tiện tông là every hour cái số xong tốt cái số pi chùm nôn này để dựa pê đọc pê càng cao nếu kia này dê tha pi sắp bà nào mà đồng. Tiếp tục là how often cứ kia số pi chùm nốn nay pê về lía đại ban cả làng. Ok, à lấy chùm nốt tì 4 xong xong phải chọc tập bản năng như cho tập đó chùm nốt tì pram. Tiếp tục là how much. Ok, how much cao pra bảo how much cứ miên pi thì mỗi cứ tiếp tục là đồng lấy thì pi cứ tiếp tục là cao pra chùm mùi nâng uncountable noun. Ok, lấy nhìn xong xong lơ tiếp tục là cao pra chùm mùi nâng fry. Ok, đó, we can use how much to ask about the price of something. Okay, that we can use how much to ask about the price of something. Kế trong phần tiếng Thái, những ai para how much đầm bay su ẩm pi đầm lai ở bảy mùi. Okay, nãy đó không nghe khơi nhé. How much is it? How much is it? Okay, about the price of something. Lấy cái mồ thôi bỏ. Tổng hợp nghĩa là how much is a return ticket to Florence. How much is a return ticket to Florence? Florence thì còn Florence trong bản đăng thả này bà tên là đấy. Cái ta ta xong bật từ lobby Florence vinh đầm lấy bần màn đấy. Cái trong bà chuyện, cái trong xu thang trẻ ta đầm lấy xong bật thưa ca thưa đầm nào từ lobby thì còn Florence vinh vì mình từ lấy bần màn đấy. Ok, lấy cơ mà khá tế dành cho đó ủ thông mùi tiết. Cái ta how much. How much did you pay for this car? How much did you pay for this car? Okay, the case so so tiện tôi nên tầm lấy lan. Okay, ta nè ban tầm nay lui phần bán sầm đập lan đi. Okay, ta nè ban tầm nay lui phần bán sầm đập lan mùi nè. Okay, ta how much? Nếu đọc như từ trăm ca para how much? Nơi trong tầm lấy nhất cứ cái số pi fry price được có tầm lấy. Ok, lấy tiện tôn nâng how much mùi tiết cho đo chấm đất đi vào mùi. Ok, para how much. Ok, we use how much with an uncountable noun to ask about the amount of something. Ok, we use how much with an uncountable noun to ask about the amount of something. Khi trong prap dân thang dạy, kê para how much nâng chấm đất nế cứ nì dây bí các pháp viết chỉ muốn nêm được mình bán đồng bấy số pi bạn để bán ở bấy mùi. Ok, các pi lấy pram cứ riêng pram how much đồng bấy gì pi đồng lại đồng bấy trong đó nick cứ cái pram chỉ muốn nâng nêm được mình bán. Ok, người ta riêng ai pram how much chỉ muốn nêm được mình bán đồng bấy số ông pi chấm luôn đây ở bấy mùi. Ok, lấy nước đặc nêm mở thọ bỏ cái bài toán mới tiết người ta ơn cái bài chuyện gì pi uncountable noun. An uncountable noun cannot be plural because it describes something that cannot be count. Example: bread, meal, money, music, meat, etc. Cái trong bài tập đang tha cái pịa nêm rụm ba này mình ăn đa tu chia bộ vật chân đạo ban để tại sao tại vì bị bồi nên bị với mũi đá mình ăn rụm bàn ô tô đi chia nấm păng từ đó cô lui đần trây đi có sạch. Ok, lấy dùm mơ ca bài bỏ kế thà niêm rượp mình bán mình á chia bộ hộ và chân nạp bán lại. Nếu đó nghe thầy chấm á niêm rượp mình bán mình á chia bộ hộ và chân nạp bán lại. Bị bố rồi nế
tiêu với mũi đai mình ai được bàn ô thứ hó bread nấm bánh mía tờ đỏ cố money lưới music đàn tray meat sạch ok nhưng mình ai được việc bàn thế ở lấy giờ mơ ô thứ hó bảo kế là how much bread is there in the cupboard xong tố the nơi trong cái này the nhưng bạn sẽ khó ok the nè how much bread is there in the cupboard ok trong phần dưới ta ta miên nấm bánh chấm nướng phần mát nơi con ông tu đã bền ok cupboard tu đã bền how much trong trong này cứ kê ra chỉ mua nướng uncountable noun nếu đọc cái kia bị uncountable noun nè cứ bị bread cứ chỉ uncountable noun ok nếu đọc kia từ trăm ta real kê giả soát từng lại nát để ra chỉ mua nướng uncountable noun cứ vía mau xong tôi cứ kê giả sắp có plural có singular này xong tôi trong trong đấy cái trong giới thang chạy bao giờ chia pra chỉ muốn đừng ăn con thì bò nào verb chăm bách tới tại singular verb ok lấy gì cho đó ô tô mùi tiết cái là how much work have you done today how much work have you done today ok việc gặp việc work có chia ăn con thì bò nào này nó đọc nhé cái trong số dương thá ta nhẹ ban sầm rạch càng nghe bần mán hai ngày này ok ta nhẹ ban phơ càng nghe rút bần mán hai ngày này ok how much trong trường này nhé cứ ở bên suy đầm lại thế cứ kê pra viết là bay form chỉ mỗi nâng uncountable noun ok suy chấm nôn càng nghe chấm nôn là bay mũi để ban sầm rạch ok lấy chấm nôn đi vào mũi xong chọc từ nắng dương cho đó chấm nôn đi vào làm pí tiếp tôi là how many cái đó we use how many with a plural noun to ask about number này cái trong gì prap như thế như prap kêu bịa xong tới như prap phrase how many chỉ mua những niềm phù hợp với nó đồng bấy này riêng một tí chấm nôn lấy cái thế này xem mà prap được hay dân ai prap how many chỉ mua niềm phù hợp với nó đồng bấy xuống một tí chấm nôn đưa có đồng lại lên nhé đó nhé ok lấy dân chấm một thôi đi muối How many students are there in your class? How many students are there? Xong tốt. How many students are in the class? Sorry. How many students are in your class? Okay. Nên đọc như cái này. Cái này how many ní cứ chia phrase để dừng riêng. Đọc bây student cứ chia plural noun. Để dừng gì rung tới cứ countable plural noun. Okay. Ba sân chia cái này ní. Bởi vì chỉ plural noun chăm bách verb thời tế plural verb được nè ok cơ biệt student cứ chia countable noun mình men chia uncountable noun đôi cơ biệt khăn lơ nè tê ok lâu như chấp đám đó ô thô ồ xong tốt là ca prai bỏ kế cái này ta miên sơ chùm nương bẩm mạng nế nơi khăn nông thân nạ rin rồi bỏ nè ok lâu như bỏ tô đó ô thô mùi tiết how many people went to the party How many people went to the party? Kế prae thá Ta miên mần nô bẩn mạng nhé Bạn mọc chô rùm khăn nông bị thi chụp liền Bạn people mà mình chỉ uncountable noun đấy đọc nế People vì cứ chỉ irregular noun Vì cứ chỉ irregular noun Tại vì cứ chỉ countable noun Vì mình chỉ uncountable noun đấy Ok, nè đọc nế công cho lắm Nè khá cơ cho lắm chế Cơ cho lắm đặc biệt Bạn xin chìm mừng nhé Person Đọc bê đồ bẩn nô bí nhé Vì lại tờ chỉ people mình tất cất thá cơ bị people được person ấy cứ chia niềm được một bàn ta bật bên này viết cứ chia niềm được bán cần tay viết chia irregular noun ok ta ta miên một nô phần mạnh nhé ban mặc cho đúng không bị thi chụp liền ở lấy dương châu đó tí pram bay chạy tôi được how old bạn how old chỉ từ nơi tìm bấy coi chỉ là chọn cái đá này cả thực sự bị phrase bao dương ok we use how old to ask about someone age We use how old to ask about someone age. Tập tiếp theo là phrase how old để đọc nghĩa phải chia sẻ ra. Ok, cái ta dùng phrase how old là bấy số âm pi ở dụ độ bao nhiêu năm nữa. Ok, thì họ how old are you? How old are you? Ok, ta niệm miệng ở dụ phần màn. Tiếp theo là ca sẽ lấy để đọc nghĩa từ trong chấm. Bao nhiêu sẽ lấy là I am 19. Ok, or 19. Những anh sẽ lấy ban tràn bài. Nơi trong chuẩn này cái sẽ lấy là I am 19. Ok, bởi dân tóc nha Ách Tha dân sơ cho lại khách nha Ách ta 19 nè một lần Hãy kê bạp dân ta Mình ơn như thế Mình ơn như thế I have 19 nè Chỉ thông bạp dân have dân bạp dân miền
đọc bên đây xây dựng ở I have 19 mình ra chống miên đọc bằng buồn ở trời gì giờ đã I have bàn đến đó nè hai mũi tiết của ta we can also say này dựng anh gì phong đá thá I'm 19 years old I'm 19 years old bàn đây đọc nè nè cái là but we cannot say I'm 19 years nè đọc nè mình anh gì thả I'm 19 years đi dựng anh gì thả I'm 19 years old bàn đây đọc nè trong pra bị dìa thế lúc vì chào đâu ở trong pra years old thế I'm 19 đi có I'm 19 years old dựng nè đọc nè cùng chúng ta I'm 19 years dựng pra ta I'm 19 years old bà mình dìa trời tìm mình old bà sao nhạc nông cả nè ọt ta dìa có trời đài nè I'm 19 ok bà dựng sử dụng rung vĩnh ngày nay dựng bà sẵn sàng đi how long from to from until how far how often how old ok à lời gờ tập bất nhật vì mình ấy đại bị bạ tế ok chị chồng cái đó chồng bạn xong một cốt nhưng xong chung điệp lìa.